Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm tặng quà Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và hỗ trợ chương trình nâng bước em đến trường con nuôi đồn biên phòng. Cha mất sớm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Ấy vậy nên em Lê Ngọc Phụng, học sinh trường trung học cơ sở Suối Ngô, vẫn luôn cố gắng duy trì thành tích học tập tốt suốt 9 năm liền. Một phần là nhờ sự hỗ trợ, quan tâm, động viên của địa phương thông qua những chương trình như Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng. Dạ, con được nhận nuôi từ lúc học lớp 5. Các chú hỗ trợ con trong việc học hành, gia đình, làm con có động lực để cố gắng học tập, để sau này lớn trở thành công an trò giỏi. Trong những năm qua thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như là các đồn biên phòng nâng bước em đến trường cho 73 cháu. Chương trình này thì để giúp đỡ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới có điều kiện để tiếp tục học tập và tạo cái tương lai cho các cháu. Và trong những năm qua thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng như là cái sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ là cho các cháu là trên 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra thì còn có các mạnh thường quân cùng đồng hành với Bộ đội Biên phòng để nâng bước em đến trường và thực hiện chương trình con nuôi đồn biên phòng. Chồng tôi bị khối u não, khối u tử, giờ nằm một chỗ. Con tôi được đồn biên phòng nuôi lần này 2 năm. Tại buổi làm việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều phần quà thay lời cảm ơn khích lệ tinh thần vì những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao tặng 80 phần quà cho các em nhỏ trong chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng và hỗ trợ 100 triệu đồng vào quỹ chương trình. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà còn làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em thiếu nhi. Nó không chỉ là cái ước mơ của các em được đến trường, được tiếp thu những cái kiến thức để trở thành những người công dân có ích cho xã hội trong tương lai, mà nó còn có một cái ý nghĩa, đó là đào tạo nên một cái thế hệ trẻ, và các bạn, các em này chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị, những món quà trao tay, những lời thăm hỏi động viên là niềm khích lệ rất lớn với các em học sinh, giúp các em có thêm động lực trong việc học tập và có thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời đây cũng là dịp để thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với chiến sĩ, cán bộ và nhân dân các vùng biên giới biển đảo. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thành Đông, Thành Tây, tỉnh Tây Ninh.